Hiếu xin chào tất cả các bạn nha. Ngày mới Hiếu xin chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ. Thì đầu clip Hiếu cũng quay cho các bạn xem đấy các bạn. Thì căn nhà Hiếu làm cách đây hơn một tháng thì nay căn nhà nó bị ngập nước các bạn. Thì bây giờ đang mùa mưa. Thì hôm nay Hiếu ra đây Hiếu vào trong cái khu rừng này, Hiếu có tìm được thấy một cái khu trong này là có mấy cái khu đất á, nó cao ráo các bạn, mà thậm chí là mức nước cao thì nó vẫn không bị ngập. Thì bây giờ Hiếu sẽ vào đấy Hiếu dọn dẹp qua để chúng ta làm cái căn nhà mới các bạn nhé. Hiếu vừa đi ra ngoài kia các bạn, vác một đống gỗ về này. Đó. Thì bây giờ Hiếu sẽ mình sẽ cưa và mình sẽ làm cái bộ khung các bạn nhé. Thì hôm nay cái căn nhà này làm rất là công phu và khó, cho nên Hiếu sẽ dùng đến những cái dụng cụ búa rồi cưa. Rồi chúng ta cần có những cái đinh để chúng ta đóng khung cho nó chắc chắn các bạn nhé.
Nãy giờ rất là mệt luôn các bạn ơi. Thì Hiếu đã hoàn thành xong cái khung. Cái gỗ này không đủ cho nên là Hiếu phải ra ngoài kia chặt thêm mấy cái cành cây cây cọ này các bạn. Mấy cái cành lá cọ ấy. Bây giờ cái khung các bạn có thể thấy hoàn thành rất là ok này, đúng không? Rất là đẹp luôn. Thì bây giờ Hiếu sẽ tiến hành đi qua bên cái nhà kia các bạn nha. Hiếu sẽ lấy cái tranh về. Hiếu sẽ tháo gỡ cái tranh về, chúng ta đánh lại, chúng ta lợp. Nếu như còn thiếu thì chúng ta sẽ đi bứt cái tranh tươi ở ngoài kia các bạn nha. Và bây giờ Hiếu sẽ làm nốt công việc hôm nay. Ok các bạn, thì Hiếu cũng đã vất vả và đem được cái tranh ở bên cái nhà cũ về đây. Và vừa cắt thêm được một ít cái tranh này, tranh tươi này. Thì đúng ra thì chúng ta để cho nó khô, chúng ta đánh nó sẽ đảm bảo hơn. Nhưng bây giờ thiếu còn một ít nữa thì chúng ta sẽ dùng nốt cái tươi này, chúng ta đánh cho nó đủ luôn các bạn nhé. Bây giờ Hiếu sẽ làm cái hòm, chúng ta đánh cái tranh tươi này xong rồi chúng ta lợp cho nó xong luôn các bạn nhé. Đây các bạn nha, Hiếu đợt này thì Hiếu dùng cái cây mây nước này, chúng ta sẽ dùng làm cái hòm nha. Rồi, chúng ta hoàn thành cái tranh các bạn nha. Bây giờ chúng ta tiến hành lợp các bạn nhé. Hiếu đang ngồi ở trên cái mái nhà các bạn. Các bạn có thể thấy Hiếu đã lợp xong hai bên này, thì đây là cái nóc nhà các bạn nha. Hiếu đã kẹp hai bên bằng một cái lớp tranh. Bây giờ là mùa mưa rồi cho nên là Hiếu phải làm cho nó kỹ vào. Lúc mà mình ra đây làm clip về mùa mưa thì chúng ta vẫn có thể làm được các bạn nha. Đây, hai bên này Hiếu dùng hai cây. Chúng ta nẹp lại như này. Đó, đây cái mái thì nước nó chảy nó sẽ tuột các bạn nha.
hết rất là nhiều thời gian. Thì cuối cùng Hiếu cũng đã hoàn thành trong cái căn nhà cho mình này các bạn. Đó, ở trên cái tranh thì Hiếu vừa lợp buổi sáng thì nó cũng khô rồi các bạn. Các bạn thấy không? Nó chỉ còn màu xanh. Còn xung quanh này Hiếu cũng lợp bằng cái lá cỏ tranh luôn các bạn nhé. Bởi vì ở đây không có điều kiện là không có đất sét, không có sình rồi là cái rơm rà, cho nên chúng ta không trét được các bạn. Mà làm như này cũng khá là ok đấy các bạn, rất là kín đáo luôn. Bây giờ Hiếu sẽ quay bên trong cho các bạn xem một chút các bạn nha. Đằng trước nha. Đó, cái mái đằng trước. Còn đây là cái cửa ra vào. Hiếu vừa lát tạm mấy cái cây này để chúng ta ngồi. Còn sau này thì Hiếu sẽ làm một cái sàn các bạn nhé. Đây này. Đây là phía trước này, Hiếu cũng đang bịt kín, chưa làm cửa sổ nha. Thì sau này Hiếu sẽ cắt ở đây một cái cửa sổ cho nó sáng các bạn nhé. Đây, vào đây. Đó, các bạn thấy không? Ở phía sau này là cái mái sau các bạn. Nó rất là sâu. Cho nên là Hiếu chỉ lợp tạm như này để chắn gió thôi, chứ còn mưa nó không tạt vào đây được đâu các bạn nhé. Còn các bạn có thể xem ở phía trên này, rất là kín đáo luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái nóc các bạn nhé. Đó, không thấy một chút gì gọi là ánh sáng ở trên các bạn nhé. Đó, Hiếu cột nó, lợp rất là kỹ luôn. Đó, lần này Hiếu làm kín đáo bởi vì bây giờ là mùa mưa các bạn nhé. Thì hai bên này cũng vậy này. Đó, Hiếu lợp tranh nó rất là kín luôn. Còn trước này các bạn, đó, cái cửa chúng ta. Đó, trong này rất là tối luôn các bạn thấy không? Đó, rất là kín đáo luôn các bạn nhé. Ở trên kia thì có hở những chút chút thì không sao các bạn nhé. Bởi vì mưa nó cũng không tạt, về ngoài kia còn có tranh mà các bạn. Đó, bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì căn nhà này cũng khá là rộng rãi các bạn nhé. Hiếu có thể làm clip ở đây về khá là yên tâm cái căn nhà này. Thì khi mà chúng ta gặp mưa thì chúng ta có thể trú mưa, chúng ta ở đây rất là yên tâm luôn các bạn nhé. Đó, thì sau này Hiếu sẽ dùng những cây này, chúng ta sẽ lát vào cái sàn các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ thì khá là chiều rồi, cũng rất là mệt rồi các bạn. Thì Hiếu sẽ để hôm khác thì sẽ làm các bạn nhé. Thì không biết là các bạn đánh giá về căn nhà của Hiếu như thế nào các bạn. Hiếu thì cảm thấy căn nhà rất là ok, Hiếu rất là hài lòng. Mất rất là nhiều thời gian các bạn, rất là nhiều thời gian luôn. Các bạn có thể thấy căn nhà rất là kín đáo luôn. Phía sau, phía trước chúng ta này. Đó, mặc dù là Hiếu ngồi ở trước cửa nhá, quay vào trong này rất là tối luôn, rất là kín, cho nên là chúng ta không sợ mưa, sợ nắng gì các bạn nhá. Đó, thì hôm nay Hiếu cũng chia sẻ các bạn là chúng ta làm cái căn nhà. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian của mình để xem clip của Hiếu nãy giờ các bạn nhá. Thì clip này cũng khá là dài đấy các bạn. Hiếu xin phép dừng clip tại đây các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Hiếu. Thì mong các bạn yêu mến Hiếu thì cho Hiếu một đăng ký, một like cũng như là chia sẻ ủng hộ Hiếu các bạn nhá. Rồi bây giờ Hiếu xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye.